Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Ba Du Kiếm Năm. Mình là Minh Trí. Đây là trận đấu có tên là Ta Thân Avatar và Thân Lửa. Một cuộc chiến giữa Ta Thân Avatar và Thân Lửa thưa các bạn. Như vậy là Yugi là sở hữu con bài Ta Thân Avatar và những con bài phù thủy bé nhỏ. Như vậy đối diện của Yugi là con bài lửa thưa các bạn, Thân Lửa. Cái combo bài của Pegasus rất đặc biệt. Ta Thân Avatar đã xuất hiện. Trong hai lượt đầu được xuất hiện thì Ta Thân Avatar là vô đội thôi các bạn. Nhưng sau hai lượt thì bài Ta Thân Avatar nó sẽ không còn kháng bay, kháng phép và kháng kỹ năng quái được. Cả các thủ Trung Quốc thường là chiều nệm mập nếm mực 5 gai với Ta Thân Avatar trong 2 lượt khi nó được triệu hồi. Bây giờ có lẽ là tính xuất đang bị phản công. Nhưng mà mình chưa thôi các bạn. Cách chơi thân lửa này rất đặc biệt. Các bạn có thể thấy Pegasus chỉ còn một con ba trên tay nhưng vẫn có thể lực cao được với sự kêu đặc biệt của con ba thân lửa này. Vâng, của Aviu và Yugi đã đầu hàng. Ta Thân Avatar đã chấp nhận thất bại trước thân lửa rất là. Hãy xem là chỉ có được của Pegasus nhé. Như vậy là một thời gian rất dài từ khi game Yugi ra mắt, bây giờ mình mới thấy những con bài lửa này nó mới có tác dụng. Mình cảm giác cách chơi thân lửa này là cũng giống như con bài Ma Khô Lâu. Đó là càng ném như ba lửa xuống mồ nó càng tốt. Mình cảm giác như vậy. Đến tay Pegasus là ba con bài đặc biệt. Một con bài là Hồi Sinh. Con bài thứ hai là Khai Nức. Con bài thứ ba là con bài mình không biết có tên như thế nào. Nhưng có 3 đoạn của tác dụng ném có 3 xuống mồ. Hồi Sinh, Khai Nức và Tự Thân cũng nghĩ như vậy. Trốn sống hay là dùng tới trốn sống nhỉ. Hồi Sinh, Khai Nức và trốn sống. Có lẽ Yugi đang cảm thấy rất tự tin khi Pegasus chỉ còn một con bài trên tay. Những sức mạnh của thân lửa rất hay, rất ý nghĩa nhé các bạn. Một con lửa không dễ để bị dập tắt. Đây là ngọn lửa bất diệt. Rất hay, như vậy là mình sẽ đặt tên video này đó là ngọn lửa bất diệt. Ta Thân Avatar và ngọn lửa bất diệt. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu rất hay giữa Ta Thân Avatar và ngọn lửa bất diệt. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.